Cô rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khui Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khui xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Sư An. Truyện ngắn được mang tên Tình Lúa Duyên Trăng. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Trên con đường làng đất nhỏ, bên tay trái là rãnh nước trong vát, gió thổi hiu hiu mấy làn sóng lăn tăn. Có con chuồn chuồn cánh vàng đậu trên mấy cái bông súng đang nở rực dưới nắng. Bên tay mạn, lúa trổ rủ xuống nặng trĩu, hương lúa mới khi thoang thoảng, lúc ngào nghẹt như dần quanh chóp mũi người bộ hành. Cứ đến mùa lúa chín, cánh đồng bao la không vàng cùng lúc mà chuyển màu từ từ, tạo nên các mảng màu sắc độc đáo. Sẽ có màu vàng nhạt của lúa mới trổ hạt, màu vàng tươi của lúa sắp gặt, màu vàng đậm của lúa đang thu hoạch, màu xanh của cây lúa non mới ngậm đồng, và cả màu nâu cháy của những gốc rạ đã được cắt xong. Cánh đồng lúa mênh mông được chia thành nhiều ô nhỏ đan xen, tạo nên sự trong lành mát mẻ, một vẻ đẹp sinh động say đắm lòng người. Như điểm tô thêm khung cảnh yên bình này là dốc dáng của một thiếu nữ mặc áo dài trắng, quần dải đen, đang che dù đi dọc trên bờ đất. Bóng lưng thẳng tắp đầy tự tin, dáng dấp của thiếu nữ thanh thuần ẩn hiện sâu tán dù trắng mỏng manh, tựa như đóa hoa kiều diễm nở rộ giữa cánh đồng vàng ươm. Thật có chút khiến người ta hiếu kỳ khoan khoái mà ngắm nhìn. Ấy là cô Trần Ngọc Tình, con gái của ông Hương Cả. Cô Tình bao nhiêu tuổi thì ông Hương Cả quá vợ cũng gần bao nhiêu đó năm. Vì bà Hương Cả chẳng may qua đời lúc sinh khó cô Tình, ông Hương Cả cũng thương con nhớ vợ nên nhất quyết ở dạy gà trống nuôi con. Mặc dù bà con cũng làm mai nhiều mối khác nhưng ông không chịu ưng. Cô Tình năm nay cũng 19, sắp bước qua tuổi 20, đang ở cái độ tuổi tươi đẹp nhất của người con gái. Năm cô Tình 15 thì ông Cả gửi cô lên Chợ Lớn học, rồi sau đó qua ở ké tiệm may của bà Tư Kim mà học nghề may. Bị cô sáng dạ nên mới 1-2 năm đã được lên thợ độn, rồi đến thợ chính của tiệm may Kim Ký. Tiệm may có danh tiếng, lại luôn theo thời, chịu khó ra những mẫu mới nên đắt khách cả Sài Gòn đến lục tỉnh. Thợ chính như cô, lương mỗi tháng cũng hơn 40 đồng bạc, lại được bao cơm nước nên thợ may đều rất ưng bụng mà sẵn lòng cống hiến. Ông Hương Cả sinh thời có ruộng có giường nên dư giả cái ăn cái mặc. Cô Tình không có gánh nặng kinh tế gia đình nên cô làm bao nhiêu cô tiêu xài chăm chút cho bản thân một ít. Số còn lại cô gửi bà chủ giữ giùm. Nhờ vậy mà mới 18 tuổi cô đã dư gần 500 đồng bạc. Cách đây mấy ngày được dây thép cha bệnh nên cô xin nghỉ việc ở tiệm may về quê ở luôn để tiện chăm sóc cha già. Bà Hai Kim tiếc cô thợ may giỏi, sáng dạ nhưng không cầm lại được. Bà trao lại hết số bạc cô Tình nhờ mình cất giùm, đưa cô tới ga xe lửa rồi gửi lời hỏi thăm ông Hương Cả. Cô Tình ở với bà Hai Kim từ lúc mười mấy tuổi, bà coi cô như con gái. Cô cũng xem bà như mẹ nên chủ thợ thâm tình, bệnh rịnh ôm nhau một hồi mới luyến tiếc bước lên tàu. Cô Tình về đến đường làng thì đã gần trưa, một tay xách rương đồ, có ít bộ quần áo may theo kiểu đương thời với ít quà bánh và thuốc thang cho cha. Cô Tình thông dong che dù đi bộ về nhà. Ý cô Hai, chèn ơi, cô Hai mới về hả? Giọng nói hơi trầm, có chút hớn hở từ đâu vang đến, khiến cô Tình dừng cuốc bộ mà ngó xung quanh tìm kiếm. Tôi ở đây nè. Giọng nói lại vang lên, từ trong mấy bụi cây bình bát cặp mé nước, một cái đầu ló ra, khuôn mặt hơi lấm lem mấy mảng sình đã khô cứng, nét mặt sáng lạng, hơi nám đen vì nắng gió, nhưng lại toát lên vẻ thật thà chất phác. Cô Tình cũng cười tươi khi nhìn thấy chàng thanh niên ấy, ngoắc ngoắc tay, ý kêu người ấy đi lên. Anh Nhu hả? Làm giống gì ở dưới? Lên đây đi! Nhu là con của bà Sáu Đen, nhà ở cái mảnh đất nhỏ ngay sau lưng nhà cô Tình.
Nhu lớn hơn Tình 2-3 tuổi gì đó. Do nhà nghèo khó nên bà Sáu Đen thuê đất của bà chủ Quý ở sau nhà ông Hương cả mà cất cái mái lá nhỏ để mẹ con có chỗ trú nắng trú mưa. Lúc bà Hương cả sinh cô Tình cũng nhờ ông Sáu Đen chạy đi rước bà mụ kịp thời nên mới giữ lại được cô Tình. Chứ nếu không, e rằng mẹ con cô đều không qua khỏi. Khi cô Tình biết đi, thì Nhu đã biết phụ mẹ nấu cơm, chăn trâu chăn vịt cho nhà ông Hương cả. Nhu chứng kiến cô Tình lớn lên từng ngày, xem cô như em gái mà đối đãi. Cô Tình từ nhỏ đã không có mẹ, sống với cha nên cô ít nhiều bị ảnh hưởng. Tính tình cô sởi lởi, ăn nói khẳng khái, không khác gì một đứa con trai. Lại rất thích trốn cha ra ruộng, chơi với mấy đứa con tá điền trong xóm. Hễ mấy đứa nhỏ kia mà ức hiếp cô Tình, cầm đầu là thằng Hải, con của bà chủ Quý, Nhu đều không sợ, anh ra mặt đánh cho bọn chúng chạy mất dép. Cô Tình cũng ỷ lại có Nhu bảo kê nên tính tình có chút ba gai. Cô coi trời bằng dung, cầm đầu nhóm con nít trong xóm, bày đủ thứ trò phá làng phá xóm. Đến lớn hơn một chút, ông Hương cả mới dạy dỗ cô con gái mấy điều công dung ngôn hạnh. Cô Tình ý thức được nên mới ít đi ra đường chơi, cũng chịu khó học hành nhiều hơn. Tuy vậy mà cái máu nghịch ngợm, cái nét tinh ranh có chút ngang ngược mà dễ thương ấy dường như đã ngấm vào máu. Muốn thay đổi không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được. Ông Hương cả lắc đầu, bèn đẩy con gái lên Sài Gòn học để tránh điều tai tiếng, sợ ngày sau con gái mình khó lấy chồng. Cô Hai dì à, sao không nấu tôi ra đón? Nhu chùi chùi tay vào áo vải cho sạch, rồi giành lấy rương đồ mà xách thay cho cô Tình. Anh đi sau lưng cô Tình như muốn hộ tống cô về nhà. Cô Tình dường như cũng quen với sự phục tùng, có chút nuông chiều này của Nhu, nên rất tự nhiên để anh xách rương đồ cho mình. Còn cô rảnh tay rảnh chân, che dù đi thông dong phía trước. Nhu nhìn bóng dáng cô Tình, vô thức nhớ lại đứa con gái mới ngày nào còn nhỏ xíu, bày đầu đủ trò quậy phá, tạt lon, nhảy sông, đốt pháo dây cháy áo, rồi về khóc hu hu với anh. Ấy vậy mà bây giờ, chớp mắt một cái, đã cao lớn, lại còn xinh đẹp rạng ngời như vậy. Nghĩ vậy, rồi vô thức nở nụ cười ngờ nghệt, như hít hà cái hương dầu thơm ngọt ngào như kẹo, trầm ấm như gỗ, từ người con gái đi phía trước. Sao anh cứ đi chậm rì vậy? Lên đây tôi che dù cho đỡ nắng. Cô Tình cầu nhầu, nói với cái người ngốc nghếch đi phía sau mình. Nhu nghe vậy thì cũng nghe lời, đi nhanh hơn mấy bước. Đến bên cạnh cô Tình, dưới bóng dù che chắn vừa đủ hai người, một cao một thấp, bước đi trên con đường đầy thơ mộng. Cô Hai về luôn hay sao mà mang đồ nhiều vậy? Cô Tình gật đầu, mặt hơi nhăn vì nắng nóng, hai má hơi ửng hồng, phản phất nét đẹp chân phương như mơ như thực, khiến cho lòng người say đắm. Ừ, tôi về luôn. À, vậy tôi cũng mừng. Cô Tình quay qua hỏi. Tôi về luôn, mắc gì anh mừng hả? Nhu gãi gãi đầu, thật thà đáp. Thì tại tôi thấy dạo này ông cả ho nhiều, có cô ở nhà chăm sóc sẽ tốt hơn. Cô Tình sụ mặt, tay nắm cán dù, dùng dằn bỏ đi một nước, không thèm để ý đến anh nữa. Đúng là cái đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà. Một lời ngon ngọt cũng không biết nói. Cô bực dọc lầm bầm. Bực hết cả mình à? Nhu không hiểu mình đã nói sai điều gì mà khiến cho Tình cấu gắt, nhưng vẫn bước nhanh theo sau cô cho đến khi về đến cổng nhà ông Hương cả. Cô Tình xoay người chặn lại, điệu bộ rất dứt khoát. Để rương đồ ở đây được rồi, không cần mang vô đâu, anh về đi. Cô Tình hoàn toàn không khách khí mà trực tiếp đuổi người. Nhu gãi gãi đầu khó hiểu, mỗi lần đều là anh mang đồ vào tận nhà cho cô. Hôm nay cô Tình giận dỗi như vậy là vì sao? Có điều cô nói vậy anh cũng không dám cãi, chỉ đi lại với tay giật một tàu lá chuối lót dưới đất rồi mới cẩn thận đặt rương đồ xuống. Về đi! Cô Tình lại gắt gỏng, tay phe phẩy cây quạt giấy thơm mùi gỗ nhẹ nhẹ. Nhu vẫn không khó chịu vì thái độ của người kia. Anh cười hiền, rồi móc trong túi áo bà ba giải ra trái bình bát vừa mới chín, mùi thơm thơm,
đưa đến cho cô Tình. Lát nữa kêu con Lành dằm giấy đường cát cho cô Hai ăn, tôi mới hái, ngon lắm. Không thèm. Cô Tình chu môi đáp, rồi xoay người đi một mạch vào nhà, bỏ lại Nhu vẫn đứng nhìn theo đầy khó hiểu. Chừng con Lành chạy ra mang rương đồ vô, anh mới đưa trái bình bát cho nó. Anh nói, cô Hai giận anh rồi, em mang cái này vào, chút nữa dằm cho cô Hai ăn giùm anh nha. Anh làm gì mà bà giận anh dữ vậy? Dậm chân đùng đùng, muốn lũng gạch luôn á. Con Lành ngó nghiêng, nói vừa đủ nghe. Nhu vẫn ngờ nghệch, không biết mình đã làm gì sai. Anh gãi gãi đầu, đáp. Anh không biết nữa. Thôi, em đem cái này vô, dặm cho cô Hai ăn giùm anh nha. Con Lành gật đầu dân dạ, rồi đóng cổng đi vào. Kỳ thật, chính nó cũng cảm thấy lạ lùng. Nhu đối với cái nhà này cũng không xa lạ gì. Vậy mà hôm nay, cô Hai của tụi nó về, chưa kịp làm gì đã ra lệnh cho nó đóng cổng, không cho anh Nhu vào. Nó làm sao dám cãi lời cô Hai, chỉ tội nghiệp cho anh Nhu hiền hậu của tụi nó mà thôi. Từ nhỏ đã phải chịu cái tánh dở dở ương ương khó chịu, nắng hổng ưa, mưa hổng chịu, ghét gió kỵ sương của cô Hai nhà này. Gặp nhau thì chí chóe, mà chừng xa mặt hai ba bữa là cứ nhát người ta hoài. Cô Tình vừa vào nhà đã ngồi ngay xuống bộ ghế cây ở giữa nhà, với tay rót một chung trà đầy rồi uống một cái ực hết cạn, như muốn xoa dịu cơn nóng bức và bực dọc trong người, miệng vẫn lẩm bẩm. Người gì mà già đầu dậy rồi vẫn khù khờ hết biết à? Ông Hương Cả nghe tụi con Lành ý ới thì chậm rãi đi từ trong nhà đi ra, trễ cặp mắt kính gọng bạc xuống nhìn con gái một chút. Năm nay lớn bộn rồi mà vẫn còn cái tánh khí này. Ông lắc đầu ngồi xuống đối diện. Cha, con mới về. Ừ, ai làm gì mà ngó bộ bay cọc cằn dữ vậy? Thì... Cô Tình nhất thời khựng lại một chút, cô nói lảng sang chuyện khác. Bệnh ho của cha đỡ chưa? Bà chủ Kim có gửi cho cha ít trái kim quýt phơi khô, dặn con nấu trà bỏ vào một ít cho cha uống đỡ ho. Có cảm ơn người ta không đó? Ông Hương Cả nghi hoặc nhìn con gái. Cô Tình vuốt vuốt mũi. Tất nhiên là có rồi. Cha làm như cô là con nít không biết gì hết vậy á. Ai biết được cái tính tưng tửng của cô. Thiệt á, cô làm tôi rầu hết sức. Mắc gì cha rầu con? Cô Tình gãi gãi cằm hỏi. Thì cái nết của con á, ai mà dám rước. Cha sợ ăn mắm lắm con gái à. Con làm ơn lấy chồng sớm sớm giùm cha. 20 tuổi đầu rồi chứ nhỏ nhặt gì nữa chứ. Cha làm như con gái cha ế lắm không bằng á. Chồng thì tất nhiên sẽ lấy, nhưng mà là con chọn người ta chứ không phải người ta chọn con đâu. Ông Hương Cả lắc đầu ngao ngán trước tính tình ngang ngược của cô Tình. Con gái thời nay có ai dám nói như nó không? Con chọn người ta chưa chắc gì người ta dám cưới con nha con. Vài năm nữa là ế chồng ế chơ ngang con. Lấy chồng sướng muốn chết, ngu gì con không lấy. Ai, cha sợ con quá con ơi. Mệt cha quá à, để rồi cha coi. Con chẳng những có chồng mà còn lấy được một người chồng ngoan ngoãn, biết nghe lời vợ nữa cho cha coi. Ông Hương Cả nghe đến đây thì tức cười không nhịn được. Ông bất lực không cãi với con gái nữa mà nói. Thôi đi vô tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Tụi nhỏ dọn sẵn hết trơn rồi. Cô Tình nghe lời cha, vừa đi vô buồn, vừa lẩm nhẩm gì đó không ai rõ, khiến cho ông Hương Cả phía sau nhìn, tưởng đâu cô bị nắng ấm đầu. Đến chiều, trời chạng vạng tối, cô Tình mấy năm nay sống ở thành thị, có xe kéo qua lại, tiếng người cười nói rôm rã. Giờ về đây, nhất thời chưa quen được cái không khí tĩnh lặng u tịch nơi này. Vì mà trời chưa tối, con Lành thằng Tẹo đã chui vô mùng mất dạng rồi. Ngoài sau hè nhà cô, có mấy con tắc kè kêu lên mấy tiếng, nghe não nề dễ sợ. Cô cứ đi ra đi vào nhà trước không yên, muốn đi ra ngoài đâu đó hóng mát một chút. Nói ở chốn thôn quê, không có chỗ đi chơi để tìm thú vui thì cũng không đúng. Có mấy quán nhậu, quán cháo bán khuya, mì gõ,
lâu lâu còn có mấy người hát hò, múa sơn đông mãi giỏ cũng vui vui. Nhưng mà ở tận ngoài lộ dây thép, cô muốn đi ra đó chơi, nhưng sợ ông Hương cả la, không cho con gái đi chơi một mình, nhất là vào buổi tối. Nếu có Nhu đi theo, thì quả may ông mới chịu cho đi. Cô Tình đi ra đi vào lẩm bẩm, thiếu điều muốn chửi thành tiếng. Cái người gì mà lề mề, không nhớ gì hết. Nhu sau khi rửa chén bát vừa mới xong, chưa kịp tắm, thì đã cảm thấy hai lỗ tai ngứa ngáy chịu không nổi. Anh tặc lưỡi tự nói. Ai chửi mà ngứa lỗ tai quá không biết. Nhu xối dội mấy gạo nước, rồi mặc cái áo bà ba mỏng tanh còn mới nhất của anh, nói với mẹ mấy câu, rồi nhanh nhẩu đi vòng qua đoạn đường đất bên hông nhà ông Hương cả. Anh nhón chân qua dãy hàng rào bằng cây ô rô được cắt tỉa gọn gàng, ý ới gọi. Cô Hai ơi, cô Hai ơi. Cô Tình đang ngồi trên hàng ba, dội bật dậy, dậm chân đi ra mở cổng. Giờ này mới chịu ra à? Sao không ở nhà luôn đi, để lâu hóng chết. Trước thái độ giận dỗi của cô Tình, Nhu vẫn cười ngây ngốc. Anh theo cô đi vào nhà. Ông Hương cả ngồi uống trà đọc nhật trình ở bộ ghế cây giữa nhà. Cô Tình giới tay dặn lớn đèn khí để cha đọc cho dễ hơn, rồi mới xin phép. Có anh Nhu đi chung với con, cha cho con đi chơi nha cha. Cô Tình dù đã lớn nhưng đi đâu cũng phải xin phép cha, bởi vậy cô không thích về nhà là vì như thế. Nhu cũng khoanh tay chào ông Hương cả, rồi lễ phép nói. Dạ cô Hai rủ con đi coi múa sơn đông mãi giỏ, ông cả cho phép tụi con đi, đúng 8 giờ tụi con về. Tình nhìn đồng hồ, rồi trợn mắt nhìn Nhu, tức muốn ói máu. Giờ đã gần 7 giờ, đây ra đó hết mười mấy phút, rồi ra đó coi không được bao lâu lại phải đi về. Vậy thì đi làm gì? Nhưng cô cũng không thể phát tiết với cái người ngu ngốc thiệt thà này. Ông Hương cả thấy có Nhu là thanh niên trai tráng, nên gật đầu cho phép đôi trẻ đi chơi. Tánh tình Nhu thiệt thà chất phát từ nhỏ, ông biết, nên ông tin tưởng anh lắm. Nhu hí hửng đóng cửa rào vì được dẫn Tình đi chơi. Chỉ là vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đi thôi cô Hai. Cô Tình kìm nén cơn giận, kéo áo Nhu tranh thủ đi nhanh, nếu không sẽ không kịp. Đi hết đường đất ra đến lộ dây thép, chỗ cái quán nhậu của bà Ba Mọc. Mấy bàn nhỏ ghế đậu thấp đều, có người ngồi nhậu lai rai. Xung quanh hàng rào tre cũng có mấy người lớn, trẻ con bu lại xem gánh sơn đông mãi giỏ, đậu ghe ở dưới sông lên múa. Mấy gánh này xuôi ghe khắp lục tỉnh Nam Kỳ, không ngại nắng mưa hay ngày đêm. Cứ hễ thấy chợ đình làng hay quán nào đông là tấp vô phục vụ bà con. Rồi sau đó bán thuốc gia truyền cao đơn hoàn tán, rượu thuốc đã trợt xương khớp, thậm chí nhổ răng bằng tay không cần thuốc tê. Để gây ấn tượng, hầu hết các gánh sơn đông đều có biểu diễn những màn võ thuật, múa đao, chặt gạch, ảo thuật hoặc làm xiếc. Có đoàn mang theo con khỉ mặc bộ đồ màu đỏ đạp xe vòng quanh, tay cầm cái nón chìa ra mời các cô bác đứng xem ủng hộ trong tiếng trống, tiếng phèn la tùng tùng sèn sèn. Xen lẫn tiếng chủ quán hô to, bán cho cô này gói thuốc sổ, bán cho bác trai đứng đằng sau kia gói thuốc cao trị đau lưng. Nói gánh này là sơn đông mãi giỏ, nhưng thực ra không phải múa giỏ, mà là làm xiếc ảo thuật. Dưới đất cũng bày ra mấy cục gạch thẻ để chặt tay không, nhưng không bao giờ thấy võ sĩ nào trong đoàn ra biểu diễn. Tiếng cười khoái trá của đám con nít, thanh niên, ông già bà cả thu hút người xem, chứ không phải những màn đập đầu vào trái dừa hay dao chém vào bụng không hề hấn. Những màn biểu diễn võ thuật của một vài gánh sơn đông hay thì hay thật, nhưng các tay bầu gánh thường dùng võ thuật bạo lực trình diễn nên khiến người xem nhàm chán hơn là thỏa mãn tính giải trí vui chơi của gánh sơn đông ảo thuật. Gánh này chính dạng là như vậy, vui nhất là câu mời chào bà con đứng xem chung quanh. Mến chào bà con cô bác, tôi là Nguyễn Văn Trí, mắt hi hi, đầu có chí, ăn mứt bí, nhổ răng thí, xin tràn vỗ tay cho có không khí.
cô tình cười ngớt, hòa cùng với không khí náo nhiệt của những người ở đây. Vô tình để lộ gương mặt xinh đẹp tươi sáng, cùng nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho Nhu và cả những thanh niên ở đó chú ý. Nhất là Nhu, anh nhìn đến ngơ ngẩn, quên cả việc coi múa xiếc. Cả buổi chỉ len lén ngắm nhìn cô mà thôi. Cả hai đều hoàn toàn không biết, trong đám đông gần đó cũng có một ánh mắt chốc chốc lại ngắm nhìn cô đầy thích thú. Sau màn giới thiệu gây tiếng cười, ông chủ gánh cho con khỉ mặc quần xà lỏn màu đỏ chạy xe đạp vòng vòng, lại biết cầm gói thuốc tể đi mời khách nữa. Màn chính ảo thuật của ông là tráo bài tay và màn trái banh bông biến hóa. Biết là trò bịp, nhưng dù có quan sát rất kỹ cũng chẳng bao giờ phát hiện ra sơ hở. Thủ thuật khéo tay biểu diễn ảo thuật đường phố của gánh Sơn Đông ở thời đó như vậy là thượng thừa lắm rồi. Dù thấy cô tình đứng xem hào hứng quá, cũng không nỡ gọi cô về. Nhưng vì lỡ hứa với ông cả rằng đúng 8 giờ hai người sẽ về, nên anh đành kéo kéo tay áo cô ra một chút, khẽ nói nhỏ vào tai. Trễ rồi, mình về thôi cô hai. Tình chu môi. Đang cô vui mà. Mai cô nữa nha cô, bây giờ trễ rồi. Cũng tại anh không à, khó khăn lắm mới xin được đi chơi, vậy mà nói về sớm chi không biết. Cô tình mè nheo nói. Tôi xin lỗi mà, hay là bây giờ mình về, rồi mai tôi xin ông cho cô đi nữa nha. Nhu vừa nài nỉ, vừa dụ như dụ dỗ con nít, giống như lúc cả hai còn nhỏ. Chiêu này quả thật có tác dụng với cô tình. Cô luyến tiếc nhìn đám đông vui vẻ mà theo Nhu ra về. Cả hai lại mon men theo lộ dây thép cũ mà về. Anh thiệt thà y hệt như hồi đó vậy á. 8 giờ là đúng 8 giờ hà, trễ chút xíu cũng không được. Thôi mà, sau này tôi không dám nữa. Cô hai đừng có giận nữa mà. Cô tình miệng cầu nhậu, nhưng lại ngó thấy cái nút bấm trên áo Nhu bị bung chảy. Cô giơ tay bứt nó ra luôn. Nhu cúi đầu nhìn, rồi nói. Áo chưa đủ te tu sao, mà cô hai còn bứt nữa. Cô tình phì cười đáp. Cái áo vậy mà cũng để mặc cho được. Lát về cởi ra đi, tôi khâu lại cho. Nhu trố mắt như không tin. Anh làm như tôi tệ lắm vậy á. Dù gì tôi cũng là thợ may chứ bộ. Mấy cái nút này á, tôi làm như trở bàn tay. Nhu cười hiền, nói. Cảm ơn cô hai. Khỏi cảm ơn, anh bớt làm tôi tức ói máu lại là được rồi. Cả hai trò chuyện dọc đường cho đến đoạn chuẩn bị rẽ vào đường đất, thì bỗng nhiên một bóng đen từ đâu nhào ra, khiến cô tình giật nảy mình, lùi về sau mấy bước, ngã nhào vào người Nhu. Cô tình hét lớn. Má ơi, có ma! Nhu đón rồi giữ lấy người tình, tránh cho cô bị ngã ra đất. Anh lập tức lê ánh đèn pin tới cái thứ vừa khiến tình giật mình. Hóa ra là cậu Hải, con của bà chủ quý. Tình và Nhu có biết cậu này vì lúc nhỏ cả ba thường xuyên xảy ra xích mích. Hải thấy tình trắng trẻo xinh đẹp lại còn thông minh thì muốn cô làm bạn với nhóm của cậu. Nhưng tình kiêu kỳ lại có máu ba gai, không muốn chơi với mấy đứa cậu ấm như Hải. Cô từ chối mấy lần nên cậu Hải bị quê, đâm ra muốn kiếm chuyện với tình. Nhưng bên cạnh cố tình lúc nào cũng có Nhu, một đứa cao to nhất đám trẻ trong xóm. Hải dù tức tối nhưng không thể làm gì tình và Nhu. Kế đó tình bị ông Hương cả gửi đi Sài Gòn nên cả ba ít gặp mặt. Hôm nay vô tình cậu Hải nhìn thấy người quen cũ, lại bị một trận kinh hãi trước nhan sắc xinh đẹp kiêu kỳ của tình. Tình lúc nhỏ đã có dáng dấp của một mỹ nhân, lớn lên trổ mã càng thêm xinh đẹp bội phần. Qua đây chứ có phải ma cỏ dĩ đâu mà em hét toá lên vậy hả tình? Cậu Hải cười hì hì nhẹ giọng nói, vừa bước tới bên cạnh tình, cậu lại chỉ mặt Nhu mà quát. Cái giọng vẫn hách dịch y như ngày còn nhỏ. Còn thằng kia, bỏ cái đèn xuống coi, chiếu ngày mắt tao chó muốn chết. Nhu không trả lời, anh chuyển đèn pin sang hướng khác, giận y như lúc nhỏ, đứng âm thầm phía sau của cô tình. Cô tình sau cơn hốt hoảng cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cô biểu môi. Hóa ra là cậu Hải,
tôi còn tưởng con khỉ đầu chó của gánh sơn đông mãi giỏ lúc nãy bám theo chứ. Khỉ đầu chó? Cậu Hải sượng trân, sau đó lập tức mặt mày cậu đỏ ké vì bị cô nói mình như vậy. Thầm nghĩ con nhỏ này bản tính từ nhỏ đến lớn vẫn đanh đá kiêu kỳ như vậy. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố nở nụ cười nói với Tình. Lâu dữ thần mới gặp lại em, dạo này em xinh xắn hẳn ra. Cô Tình cười khẩy, né sang một bên, khách khí đáp. Cảm ơn cậu quá khen, tôi xấu xí, thô lỗ, hay đấm bể mặt mấy đứa dê sồn lắm. Cậu còn nhớ lúc nhỏ tôi đấm gãy sống mũi thằng Tí không? Hải nghe nhắc thì vô thức nhớ đến cái sự việc chấn động năm nào. Cô Tình thân con gái lại có chút ép mà đấm chảy máu thằng Tí cao hơn cô tận hai cái đầu chỉ vì nó dám lấy con cào cào lá dừa của cô. Tụi anh trai của thằng Tí thấy em bị đánh gãy mũi chảy máu ròng ròng kéo nhau ra định xử đẹp Tình. Nhưng cũng may có Nhu đứng ra đỡ đòn thay cho cô. Nhu bị tụi lớn hơn đánh đập túi bụi. Sau khi về nhà, người lớn thấy con mình bầm dập thì kéo nhau lên nhà Diệt làm cho ra lẻ. Chú Hương Quảng nhìn hai bên, Nhu thì mặt mày bầm tím, thằng Tý cũng băng bó vải trắng ở mũi nên đứng ra nói giảng hòa xích mích giữa hai bên. Dù gì cũng là chuyện vặt vãnh của tụi con nít, hai bên đành hậm hực ra về. Chừng vừa ra khỏi cửa nhà Diệt, cô Tình còn vuốt vuốt mũi hăm dọa thằng Tý. Mai mốt bớt qua sớm tao quậy phá lại, coi chừng tao đá gãy bay sườn mày đó. Thằng Tý bị đau cũng tởn, nó sợ đứa con gái người thì nhỏ xíu mà có máu ba gai này, nên từ đó cũng không dám chọc ghẹo cô nữa. Cậu Hải nhớ lại bạn bị đấm thì cũng sợ. Cậu sợ bất ngờ cô Tình dùng tay đấm vào mặt mình một cái thì thấy mấy ông mặt trời. Vậy là cậu vô thức lùi lại mấy bước, xa cô Tình ra một chút. Nhưng lòng cậu vẫn tiếc, cậu tiếc cái nhan sắc ngút ngàn của Tình. Đẹp như vậy, phải làm vợ mình thì tốt biết mấy. Em lớn rồi, bớt giữ lại một chút đi để còn lấy chồng nữa chứ. Hung dữ quá, ai mà dám lấy em. Cậu Hải cười cười nói. Tôi đâu có sợ ế chồng. Em nói vậy đâu có được. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, giống như qua vậy nè. Bà già cứ hối qua lấy vợ suốt, làm cho qua nhức đầu nhức ốc mệt muốn chết. Mà giờ gặp em rồi, qua hết mệt luôn. Mắc gì? Qua thích em, để qua về nói bà già qua hỏi cưới em làm vợ. Làm con dâu nhà qua, em yên tâm. Có người ăn kẻ ở hầu hạ, không phải động đến móng tay. Qua sẽ lấy xe huê kỳ chở em đi khắp nơi chơi. Nhà qua giàu mà, em muốn mua cái gì qua cũng mua cho em hết thảy. Cậu Hải nói một lèo, rồi đưa mắt Nhu Tình tán tỉnh nhìn cô Tình. Cậu có chút mong chờ sự hồi đáp. Đám con gái xung quanh đây đều không đẹp bằng Tình. Tình lại biết cách ăn mặc, dù chỉ là áo vải xuyến, với quần lãnh bóng thôi cũng tôn dáng. Nhất là cái vòng eo mảnh khảnh của cô. Cậu nhìn thôi, đã thèm thuồng, ước mơ chạm đến, ôm nó vào vòng tay mình mà giày dò cho thỏa thích. Đối diện với ánh mắt thèm thuồng của Hải, cô Tình cảm thấy ớn lạnh, có dấu hiệu muốn ói. Cô lập tức dội một gáo nước lạnh, khiến cho cậu tỉnh giấc. Xin lỗi, nhà cậu giàu, nhà tôi cũng không thiếu tiền. Ở nhà tôi cũng không làm gì vất vả, muốn gì tôi tự mua được, cần gì phải làm vợ cậu. Cô Tình đáp trả cứng rắn, Nhu nãy giờ vẫn đứng im phía sau lưng cô, ngờ mặt ra. Anh không xen vào chuyện của hai người. Nhưng nếu Hải dám làm gì quá phận với cô hai, anh nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận dự tử. Cô Tình đã quen với tánh tình có phần thụ động này của anh, nên tạc lưỡi. Người ta đã tán tỉnh mình đến vậy rồi, mà cái con người kia cứ như gỗ đá, đứng nghệch mặt ra vậy. Bộ không có cảm xúc hay sao? Hay chỉ là tự mình đa tình, tự mình thích anh Du, chứ anh ấy không hề thích mình. Nên mới có thể dưỡng dưng khi thấy người ta tán tỉnh lại còn nói muốn cưới mình như vậy. Nhất thời, cô Tình nảy ra một ý định. Cô lém lên ánh mắt, tóe lên một tia gian ý. Cô bước lại gần Hải hơn một chút. Cậu Hải thấy ánh mắt ấy của Tình thì bất giác sợ rụt người lại, lắp bắp hỏi. Em muốn gì?
Cô Tình bật cười, bộ dáng đẩy đưa nói với Hải. Cậu muốn nói với bà chủ quý cưới tôi hả? Cậu Hải lơ mơ, không nhận ra ý tứ trong câu nói của Tình, nhưng vẫn đáp. Mà cậu có thương tôi không mà muốn cưới tôi làm vợ? Thương chứ, Hoa thích em lắm nên mới muốn em làm vợ Hoa. Vậy cũng được. Hải giật mình, khóe miệng cong lên, ánh mắt sáng rực. Em nói thiệt ư? Em chịu gả cho anh hả? Thiệt. Chẳng những cậu Hải mà cả Nhu cũng bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn qua cô Tình như không tin. Ai ở cái xứ này mà không biết cậu hai con bà chủ quý nổi tiếng ăn chơi phá phách cỡ nào? Cô hai lại càng rõ ràng hơn. Vậy mà lại chịu gả cho hắn. Nhu lo lắng khó chịu trong bụng, nhưng bản tánh hiện đến mức khờ nên không dám nói ra. Anh chỉ biên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô hai mà thôi. Cô Tình cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của Nhu. Cô khẽ mỉm cười đắc ý. Vậy Hoa sẽ về nói với bà già. Nhưng mà tôi muốn tìm hiểu trước xem có hợp tánh hợp ý không cái đã. Vậy em muốn sao? Mình hẹn hò vài buổi có được không? Để tôi suy nghĩ đã, bây giờ trễ rồi, tôi xin phép. Đã đạt được mục đích nên cô Tình rất nhanh phủi đi cậu hai. Cô quay qua kéo áo Nhu. Còn đứng đó làm gì? Về thôi. Cậu Hải như mở cờ trong bụng, nói giới theo. Ngày mai qua sang rước em đi chơi nha. Cô Tình không thèm trả lời, kéo tay áo Nhu đi một mạch. Dọc đoạn đường đất, Nhu dẫn theo thói quen từ nhỏ đến giờ, luôn đi theo phía sau cô như để bảo vệ đứa em gái nhỏ. Thời gian dài trôi qua, dù có lúc xa nhau do cô bận đi học đi làm ở Sài Gòn, nhưng sự thân quen ấy dường như không hề thay đổi một chút nào. Nhìn cô bây giờ đã lớn khôn, nhan sắc ngày một đậm đà, không còn là cô bé nhỏ xíu ngày nào cần mình chở che bảo vệ nữa. Nhu chợt có chút gì đó nặng trĩu trong lòng khi nghĩ đến một ngày cô Hai Tình phải đi lấy chồng làm vợ người ta. Trái tim anh khẽ nho nhói như có ai đó dùng bổ nhọn đâm thẳng vào đau nhói. Thấy điệu bộ muốn nói rồi lại thôi, mặt nhăn mày nhó của Nhu thì cô Tình mắc cười gần chết, nhưng phải nhận, người gì mà thiệt thà nhát như thổ đế, rõ ràng thích người ta mà cứ im ỉm. Cô đi chậm lại nhìn lên bầu trời rồi nói vu vơ. Anh Nhu. Bị gọi bất ngờ, Nhu ậm ừ một tiếng rồi đi nhanh đến bên cạnh Tình. Gì vậy cô Hai? Anh thấy cậu Hải có được không? Nhu sụ mặt. Được là được làm sao? Bộ cô Hai không biết cái tiếng ăn chơi trác táng của cậu ta hay sao mà còn hỏi. Con ngu ngốc mới ưng cậu ta. Nghĩ vậy, nhưng Nhu vẫn không dám nói ra. Anh chỉ nói vu vơ, không đốc vào cũng không cản ra. Đại khái là huề vốn. Tôi không biết. Nếu tôi ưng làm vợ cậu ta, có được không? Tất nhiên là không rồi, không hợp chút nào. Sao lại không hợp? Cậu ta không phải người tốt, nhất định không thể làm cho cô Hai hạnh phúc. Cô Tình lờm lờm mát. Anh nói đúng ý tôi lắm. Xứ này tôi để ý chỉ có một người là hợp với tôi thôi. Nhu gãi gãi muốn tróc da đầu, ngờ nghệch. Chẳng lẽ cô Hai thích cậu ta thiệt sao? Cô Tình thở hắt ra một tiếng đầy bất lực. Cô nhón chân, giấy tay ký lên đầu anh một cái, rồi ngoan ngoãn đi vào nhà. Đúng là đồ ngu, ngu hết nói nổi mà. Đi về đi, đi cho khuất mắt tôi. Kìa, cô Hai... Anh còn ở đây nữa, một chút tôi lên máu, tôi chết cho anh vừa lòng. Nhu đứng đực mặt ra trước thái độ của Tình. Anh vẫn không hiểu tại sao cô mới vừa vui vẻ đây, chớp mắt một cái lại cấu gắt với mình. Cô Tình ôm một bụng dao găm trong lòng, thiệt muốn một phát đánh chết cái tên ngốc kia. Mình đã nói đến như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu. Đúng là khờ hết phần thiên hạ mà. Thôi được rồi, địch không động thì ta động. Trâu không tìm cột thì cột đi tìm trâu vậy. Mình không giống như đám con gái yểu điệu yếu đuối đợi người ta lựa chọn,
mình phải tự tìm hạnh phúc cho mình. Ông Hương Cả từ trong buồng đi ra, thấy con gái tự lẩm bẩm một mình như mắt đàn dưới. Ông lắc đầu với đứa con gái này, không có miếng gì là giống ông hết. Ông ngẫm nghĩ, năm nay nếu có nhà nào đến hỏi cưới, nhắm được, ông phải gả nhanh, gả gấp cô đi mới được. Chứ cái tánh nết như này, không khỏi sợ ế chồng dư chơi. Cái bệnh ho của ông cứ rề rà suốt, tuổi cũng cao, không biết chừng ra đi lúc nào. Chỉ mong đứa con gái nhất y nhất quở này mau một chút yên bề gia thất để ông an tâm. Có đứa cháu ngoại bồng bế mấy năm cuối đời thì càng tốt. Kỳ thực, ông cũng nhắm trúng Nhu từ lâu rồi, nhưng anh ta ngoại trừ nghèo ra thì cái gì cũng được. Chịu thương chịu khó, thiệt thà chất phác, không có cái tánh rượu chè bài bạc hay gái gú là ông ưng bụng lắm rồi. Nhắm chừng không ai chịu cưới con gái ông, thì chăng ông cũng kêu Nhu mà gả. Thôi thì rể nghèo là rể của mình, rể giàu là rể của người ta. Nhà ông cũng không thiếu ăn thiếu mặc, miễn người ta biết thương con gái ông là đủ rồi. Ông có mệnh Cô Tình, xác định tài sản đều để lại hết cho cô. Bởi vậy Cô Tình từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc như con người ta. Cô sống thoải mái tự do, lại vui vẻ làm những điều mà cô thích. Sáng sớm hôm sau, Nhu đã lấp ló trước cổng rào ô rô. Con Lạnh thức sớm quét sân lạp sạp, thấy anh thì mở cổng cười nói. Anh Nhu kiếm cô hai hả? Bả còn ngủ, chưa có thức đâu. Nhu sáng tay áo bà ba cho gọn gàng, vui vẻ đáp. Cứ để cô hai ngủ đi, anh đợi một chút cũng không sao. Sợ anh đợi tới trưa luôn á, bả ngủ nướng ghê lắm. Bỗng từ phía sau, có một giọng nói lanh lảnh cất lên. Ê, nói xấu gì tao đó, con nhỏ kia? Chết cha, bà nghe rồi. Sau này bà thức sớm dữ vậy không biết. Thôi, em chuồn đây, anh ở đây nói chuyện nha. Nói rồi, con Lành ba chân bốn cẳng giọt lẹ. Ở đó một lát, không khỏi bị véo tai. Ai chứ cô hai nhà này, có cái chiêu đó ác nghiệt lắm. Cô hai thức sớm dữ vậy? Nhu nhìn Cô Tình, cười ấm áp. Kể tôi. Mà hôm nay có hẹn đi chơi với cậu Hải, nên phải thức sớm chứ. Nhu lấy ra hai củ khoai lang má anh mới hấp, là anh lén lỏng đi liền. Khoai lang còn nóng hổi, bọc trong lá chuối đưa đến cho Tình, mặt buồn so, hỏi. Bộ cô hai tính đi với hắn thiệt hả? Cô Tình cắn củ khoai lang một cái, bị nóng nên hít hà, vừa trả lời. Thiệt chứ không lẽ giỡn, tôi cũng lớn rồi, tầm tuổi này người ta có con hết rồi. Tôi không lo, lỡ môn ế chồng ế chơ, ai chịu trách nhiệm đây? Nhưng mà... Nhu giành lấy củ khoai, bẻ ra thổi thổi cho nguội, rồi mới đưa lại cho Tình. Sao, anh muốn nói gì hả? Không. Thiệt không? Thiệt. Cô Tình ôm bụng hỏa khí, tay nắm chặt thành nắm, muốn lao đến đấm cái người này mấy cái cho đã nư lắm. Củ khoai lang tội nghiệp bị nghiền nát đến biến dạng. Cô Tình sợ rằng lỡ sau này lấy về, mình sẽ mang cái danh đánh chồng bầm mắt mất thôi. Lần này cô hai không đuổi người nữa, nhưng Nhu tự biết thân, mặt buồn so quay ra cổng mà về. Nè! Ngó thay Nhu lủi thủi định đi về thì cô gọi lại. Nhu hỏi, có chuyện gì không cô hai? Sao lúc nào anh cũng gọi tôi là cô hai hết vậy? Gọi là Tình hay em á, bộ anh đau bụng chết hay sao mà không dám kêu vậy hả? Nhu xua tay. Không được, phải xưng hô cho phải phép, không ông rầy tôi chết. Cô Tình thiệt tức chết với anh mà, cô không thèm chấp nữa. Lát nữa tôi đi với cậu hai, anh âm thầm đi sau tôi nha. Chi vậy cô hai? Nhu thật sự không hiểu, anh khó chịu trong lòng. Đã đi chơi hẹn hò với người ta, mà còn muốn anh đi theo để làm giống gì không biết. Thì bảo vệ tôi, ai biết được cậu ta có làm gì tôi hay không?
Cô hai biết như vậy mà sao còn dám đồng ý đi với hắn ta? Nhu có chút bất mãn, hỏi. Tại tôi thích. Nhu im lặng. Vậy anh có đi không thì nói một tiếng. Đi. Nhu đáp nhỏ. Cô hai thích thì anh làm sao dám ngăn cản. Được đi theo bảo vệ cô hai cũng đủ với anh lắm rồi. Vậy phải ngoan không? Cái áo hôm qua tôi đơm lại cái nút cho anh rồi nè. Áo gì mà mỏng tan vậy cũng để mặc cho được à. Cô tình lấy thêm hai sấp vải được gấp gọn đưa cho Nhu. Nhu nhìn cô rồi mở ra xem là hai cái áo mới may, đường phấn kẻ còn lưu lại. Tặng cho anh đó, mặc áo mới để đi ghẹo gái, cho bảnh với người ta. Cô vừa chọc một câu, nhưng Nhu khờ khạo nghĩ là thật, vội xua tay nói. Không có ghẹo gái. Thiệt sao? Nói vậy thôi, chứ tôi mà thấy anh đi với con nhỏ nào là anh biết tay tôi. Không có con nhỏ nào hết, chỉ có đi theo cô hai mà thôi. Cô tình hài lòng, giơ tay xoa xoa đầu anh như xoa đầu con phèn lúc nhỏ. Cái thân cô có chút ép mà cố giơ tay vuốt ve người ta cao hơn một khúc. Cũng may cô nhỏ con, chứ cô mà cao lớn, hễ gặp ai không vừa mắt, chắc cô đánh người ta chết giớt. Ông Hương cả nãy giờ phía bên hông nhà rình nghe lén đôi trẻ nói chuyện. Ông tặc lưỡi, cái thằng đúng là khờ hết chỗ nói. Con nhỏ đã mở đường đến như vậy rồi mà cũng chưa biết đường đi. Tầm lối 9 giờ, cậu Hải đã đến trước nhà đợi. Cô tình thưa với cha một tiếng rồi đi ra gặp cậu. Hôm nay cô mặc một cái đầm vải tự tay cô may theo kiểu Tây Âu, tóc uốn nhẹ phù hợp với gương mặt nhỏ nhắn. Cô có học trang điểm nhẹ đầm thắm, cổ cũng xịt một chút nước hoa mà cô mua ở hiệu buôn của Pháp. Ông Hương cả cũng phải gật đầu khen tấm tắc trong bụng. Con gái mình quả nhiên là xinh đẹp nhất nhì cái xứ này. Nội tâm ông có chút tự hào về con gái. Cậu Hải nhìn thôi cũng đã mê mệt, dội bung dù che cho cô đi. Cậu không thể chạy xe huê kỳ vào đường đất nên đành phải đi bộ. Từ đây đến chợ thị xã cũng không xa nên cô cậu thong thả ngồi xe kéo. Có thể ngồi gần cô, lại vừa đi vừa nói chuyện tâm tình cũng tốt. Chỉ có Nhu là khổ sở. Anh vừa đi vừa chạy theo cho kịp, lại phải làm sao cho cậu Hải không phát hiện, lóng tai nghe ngóng xem hai người nói chuyện gì với nhau. Nắng nôi đổ mồ hôi không nói, lại bực cay phải nghe cô hai xinh đẹp nói chuyện với cái tên cậu ấm kia. Nhu không biết là mình đang ghen đến nổi lửa trong lòng. Đến chợ thị xã, cậu Hải dẫn cô tình đi dạo mấy hàng quần áo, rồi đến dãy Kim Hoàng lựa mua cho cô vài món đồ. Nhưng cô tình đều từ chối hết thảy. Mà hễ có món nào cô ưng thì cô tự móc bóp lấy bạc ra mà trả, nhất quyết không nhận quà từ cậu Hải. Cậu Hải thấy vậy thì lại càng ra sức lấy lòng cô. Bà con trong chợ thấy cô gái mặc đầm tay lạ mắt, lại nhan sắc xinh đẹp thì ngó sững, chỉ chỏ chỏ, bàn tán xôn xao. Xì xầm cậu Hải, con bà chủ quý quả thật tốt số, toàn đi với gái đẹp. Đi dạo quanh chợ một lúc cũng thấm mệt, cậu dẫn cô lại quán nước đầu chợ ngồi nghỉ ngơi. Em muốn uống gì, xa xỉ nhé. Cô tình lắc đầu nói. Tôi muốn uống nước dừa cho mát. Cậu Hải chiều lòng người đẹp, lớn tiếng gọi. Bà chủ, chặt cho hai trái dừa nhanh lên. Bà chủ ý ới trả lời, rồi chặt hai trái dừa xiêm lửa, mang ra cho khách. Em uống đi. Cậu Hải cười hề hề, đưa trái dừa đến, vừa tiện tay kéo ghế ngồi sát lại một bên của cô. Cô tình thầm rủa trong bụng. Cái tên này đúng là háo sắc, mới đồng ý đi chơi với hắn một chút mà ngồi sát rạc như vậy, làm như cả hai đã có tình với nhau không bằng. Cô lại thầm mắng Nhu, nếu không phải cái tên ngốc đó, mình cũng không phải đi với cậu ta. Nghĩ vậy, nhưng khi thấy Nhu mồ hôi mồ kê nhiễu nhễ nhãi ngồi ở góc khuất phía sau quán thì cô cũng mũi lòng. Trưa nắng dậy, đi theo mình có nước mệt chết. Cô để cậu Hải ngồi ở bàn rồi đi lại nói nhỏ với chủ quán.
Thím mang một trái dừa ra cho cái cậu mặc áo bà ba nâu ngồi ở phía sau. Bà cứ để chút nữa tính cho tôi. Chủ quán gật đầu, rồi cô mới đi về bàn. Cậu Hải vui vẻ đưa trái dừa đến cho cô uống, tay còn lại phẩy phẩy quạt cho cô mát. Ngắm nhìn góc nghiêng mới thấy sống mũi cô cao thẳng, hàng mi cong vút, nét thanh tú hài hòa như áo trời không vết giá. Đúng là thật đáng để nâng niu, khác xa với cái vẻ lo nhoi ba gai lúc nhỏ. Cậu Hải càng ngắm, càng say mê thèm thuồng người con gái này. Cô Tình đương nhiên cũng nhìn thấy cái ánh mắt ham hố cùng mép môi thiêu điều muốn chảy nước miếng kia của cậu. Nhìn vậy đủ rồi, lau miệng đi cậu hai. Cô khẽ nhắc nhở, tay bê trái dừa lên uống một ngụm. Nước dừa mát, ngon ngọt dừa miệng, khiến cô dơi đi cái nóng trong người. Nhưng vị dừa này có hậu đan đắng kỳ lạ, cô lại uống thêm một ngụm nữa. Xác nhận đúng là vị lạ, nên thôi không uống nữa. Ngồi nghỉ một lúc, rồi cô đề nghị ra về. Bà chủ tính tiền dừa ba trái, khiến cậu Hải chân hững. Cô Tình dội giải thích, mình đã mua thêm một trái cho đứa bé ăn xin bên ngoài. Cậu Hải mặc dù tiếc tiền, nhưng muốn làm hài lòng gái, nên bấm bụng móc bạc ra trả. Cả hai lại kêu xe kéo. Cô Tình vừa bước một chân lên xe, đã loạn choạng, đầu óc hơi choáng váng một chút. Cậu Hải rất nhanh phía sau đỡ lấy cô, tay luồn qua chạm đến eo cô, tay kia thì đỡ lấy tay cô giữ lại. Cô Tình lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cũng nhanh chóng gỡ bàn tay đang không yên phận ở eo mình ra. Em lên xe ngồi đi, chắc là em say nắng rồi. Cậu đỡ cô lên xe kéo, cô Tình thấy trong người không ổn nên lập tức hỏi lớn trước khi người phu kéo xe đi. Cậu bỏ gì vào trong nước hả? Chỉ kịp nói đến đây, thân thể cô vô lực dựa ra sau, không còn biết ớt giáp gì nữa. Cậu Hải nở nụ cười gian tà, vuốt ve má cô mà nói. Đừng có trách qua, có trách thì trách tại em đẹp quá thôi. Hải cười lên một tràng đầy gian tà, rồi ra hiệu cho phu xe kéo đi. Nhu dẫn đi phía sau theo dõi hai người. Anh không nghe rõ lúc nãy cô Tình nói gì. Thấy xe kéo chở hai người đi thì chỉ nghĩ họ còn đi chơi đâu đó, nên vẫn cẩn thận đi theo phía sau. Mãi cho đến khi xe kéo dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ, cửa gỗ đóng im lìm, bên trong còn có tiếng hai ba người ồn ào phát ra. Cậu Hải đỡ người cô Tình xuống, móc bạc trả cho phu xe, chuẩn bị đưa cô vào trong. Chừng này, Nhu mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô Tình gục đầu lên vai của gã đàn ông kia, một tay hắn luồn qua mân mê eo cô. Khoảng cách giữa hai người quá gần, lại cực kỳ thân thiết. Theo những gì Nhu hiểu về Tình, thì cô hai của anh không phải loại con gái dễ dàng cho đàn ông khác ôm ấp sờ soạng như vậy. Lại nhìn xem gương mặt háo hức mong chờ kia của hắn ta, Nhu biết đã xảy ra chuyện với cô hai của anh rồi. Nhu vừa hay nhìn thấy có một người phu xe đang đậu gần đó. Anh móc tất cả bạc có trong túi đưa cho người phu xe ấy, nhờ chạy về báo cho ông Hương cả một tiếng. Rồi anh nhanh chân chạy đến chỗ hai người họ, cho kịp trước khi cậu Hải đưa Tình của cậu vào trong. Cậu Hải nhìn xung quanh một cái, xác nhận không có ai để ý, thì đưa tay định đẩy cửa vào. Ngay lập tức từ phía sau, một bàn tay rắn chắc vươn đến chặn lại, chất giọng trầm khàn khẳng khái vang lên. Buông cô ấy ra! Cậu Hải ngước nhìn cái người cao to trước mặt, thoạt đầu là giật mình khi nghĩ cái thằng này ở đâu nhảy ra bất thình lình vậy. Rất nhanh đã nổi cơn tức giận vì bị phá đám từ lúc nhỏ đến tận bây giờ. Lại là mày nữa hả? Thằng khú rách áo ôm, khôn hồn thì biến cho mau. Phá hỏng chuyện tốt của tao là tao đuổi má con mày ra khỏi đất nhà tao, cho má con mày ra đường ở đó, biết chưa hả? Dù lúc này làm sao còn suy tính được nhiều như vậy. Anh chỉ biết một việc duy nhất phải làm, đó chính là kéo cô hai ra khỏi vòng tay của hắn ta. Cô hai của anh thuần khiết như nước trong, không thể để thứ dơ bẩn như Hải chạm vào, dù chỉ là một chút. Anh gạt mạnh tay Hải xuống, giật lấy thân thể của Tình về phía mình. Quen biết nhau từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên
anh được chạm đến thân thể mềm mại thơm tho của cô hai như vậy. Hải cũng không chịu buông, hắn nắm chặt tay Tình kéo lại. Cả hai giành giật như muốn xé toạc thân thể người con gái đang bất tỉnh nhân sự. Do Nhu là dân lao động, quanh năm làm việc, nên sức khỏe đương nhiên là nhỉnh hơn cậu ấm chỉ biết ăn nhậu như Hải. Rất nhanh, hắn đã bị thất thế, cũng nổi máu điên, dùng tay đấm vào mặt Nhu một cái. Nhu lo đỡ người cô Tình nên không kịp né, anh lãnh trọn cú đấm của Hải vào mặt. Máu từ mũi bắt đầu chảy xuống một dòng, nhưng đổi lại, anh đã thành công đòi lại cô Tình từ tay của Hải. Hải tức giận vì miếng mồi tới miệng còn phải nhả ra, hắn rít lên. Con mẹ mày, phá tao hết lần này tới lần khác, hôm nay tao phải đánh chết cha mày. Hải lao đến tung một cước về phía Nhu. Nhu nhìn thấy, nhưng do anh phải giữ người cô Tình nên không thể né tránh, lại lĩnh trọn cú đá đau điếng ngay giữa bụng. Hải được đà lớn tới, lại xông đến đấm đá túi bụi vào người của Nhu. Anh co người chịu đựng để che chở cho thân thể đã sụi lơ cán cuốc của cô Tình. Nhu bất ngờ dùng dậy đánh trả Hải mấy cái, khiến cho máu mũi hắn cũng ứa ra. Một bên mắt thì như muốn lọt tròng vì cú đấm sấm sét của Nhu. Nhu đang tẩn Hải một trận thì nhóm người bạn của Hải trong nhà nghe tiếng xô xát nên mở cửa ra xem. Chúng hùa đến đánh hội đồng Nhu. Anh dù mạnh khỏe cỡ nào cũng không thể một chỗ với ba bốn người. Anh lại con người căng mình chịu đòn. Nhu cũng rất lì đòn, bản tính anh hiền nên rất ít khi xảy ra hiềm khích với người khác. Nhưng có lẽ từ nhỏ đã phải theo cô Tình đỡ đạn thay cho những trò nghịch phá của cô. Kể cả những lúc ông Hương Cả giận phạt, cũng là anh đứng ra xin chịu đòn thay cho cô. Nhu đối với cô hai lúc nào cũng là dung túng quá mức như vậy. Muốn hãm hại cô hai, trước hết phải bước qua xác của anh cái đã. Hải thay mặt mày Nhu đã bê bết máu, nằm la liệt một chỗ thì mới bảo đám bạn mình dừng tay. Hắn dí dí mũi giày vào mặt anh, gằn lên từng tiếng. Mai mốt bước xen vô chuyện của tao lại, còn lần nữa tao đập què giò mày. Hải nói rồi tiến lại, bế thân thể cô Tình lên đưa vào nhà. Nhu mặc dù cơ thể không khác gì miếng vải rách te tua, nhưng vẫn gượng dậy giành lại cô Tình. Anh dù có khờ khạo cũng biết được nếu cô Tình bị bọn chúng bắt vào nhà sẽ lành ít dữ nhiều. Bỏ cô hai ra. Nhu yếu ớt thều thào, tay rớm máu vẫn giữ lấy người của Tình, sống chết không buông. Chuyện ẩu đả ầm ĩ bắt đầu gây sự chú ý của những người qua lại trên phố. Nhóm của Hải cũng cảm thấy không ổn nên dứt khoát đạp Nhu thêm một cái cho bất tỉnh rồi mang cô Tình đi vào nhà. Nhưng người phu xe lúc nãy Nhu trả tiền để về thông báo. Rất nhanh, ông Hương Cả, con Lành thằng Tẹo đã chạy đến. Ông Hương Cả ngoài 50, con Lành 15, thằng Tẹo 13 tuổi, hừng hực khí thế chạy đến cứu người. Thả con gái tao ra! Tao bảo Hương quản rồi, một chút nữa thôi, Linh tới đây còng đầu mày! Mẹ mày, thử đụng đến người cô hai tao coi, thằng khốn nạn! Con Lành nhỏ xíu người mà cái họng nó lớn nhất ở đây. Nó lao đến phóng lên người Hải, bàn tay không ngừng cào cấu lên mặt hắn mấy vết như mèo cào. Thằng chó, dám bắt nạt cô hai của tao! Thằng Tẹo người nó cũng có chút ép, mà nó hung dữ thôi rồi. Ba gai y như cô hai của nó lúc nhỏ. Nó sáp lại đu dưới chân Hải, miệng với hàm răng sắc nhọn như chó con cắn phập vào bắp chân. Hải đau điếng hét lên, tay buông người cô Tình ra. Hai đứa nhỏ, một đứa đu trên người, một đứa đu dưới chân như thằng Lằn bu cột đình. Đứa nhỏ cắn, đứa lớn thì cào, khiến Hải đau đớn dùng dãy. Hai đứa quỷ nhỏ, bỏ tao ra coi! Cô Tình quả là có hai đứa đệ tử đáng đồng tiền bát gạo. Mặc dù hay cầm đầu nói xấu Tình, nhưng khi có chuyện thì hết lòng hết dạ sống chết bên vực cho cô chủ. Sự hung dữ của hai đứa nhỏ khiến mấy đứa bạn của Hải cũng phải e dè. Mặt khác, ông Hương Cả nói đã báo Hương quản, sợ lính đến còng đầu cả đám nên bọn chúng cũng không dám tấn công nữa. Bạn thân gì chứ, giờ phút này thân ai nấy lo đi Hải ơi.
Nhu gượng dậy ôm lấy người cô tình như muốn che chở. Ông Hương Cả cũng đứng chặn ngay trước mặt hai đứa. Con Lành càng muốn nát mặt Hải mới chịu nhảy xuống khỏi người hắn. Nhưng dường như nó vẫn chưa hả dạ. Trong lúc Hải loay hoay gỡ thằng Tẹo ra, thì bất ngờ nó dung chân một phát hết sức lực vào giữa ngã ba của hắn. Hải hét lên một tiếng đầy kinh hoàng rồi nằm vật vã ra đất, tay ôm lấy đũng quần của mình. Mấy đứa bạn của Hải đứng gần đó chứng kiến cũng cảm thấy thốn giùm hắn. Phen này đi đời nhà ma rồi, còn gì để duy trì nồi giống nữa chứ. Động đến ai á, chứ động đến cô hai tao là mày tới số rồi con. Thằng Tẹo sợ sẽ có án mạng nên cản lại. Thôi đủ rồi chị Lành, chị đá nữa ổng chết thiệt á, đỡ cô hai về thôi chị. Con Lành phụ đỡ người cô tình lên xe kéo, thằng Tẹo thì dìu người Nhu mà bị anh cao lớn hơn nó nên cũng không đỡ được là bao. Ông Hương Cả kêu thêm một chiếc xe kéo khác cho anh ngồi. Vừa hay lúc đó Lính Tuần đã tới. Ông Hương Cả chỉ hai đứa nhỏ rồi thuật lại câu chuyện cho Hương Quản nghe. Chú Hương Quản lập tức cho lính kéo hết người về nhà diệt. Riêng Du, cô tình với Hải thì được chở đi nhà thương. Đi chơi kiểu gì mà ba người phải nằm nhà thương một đêm mới tỉnh táo. Đúng là một buổi đi chơi bất ổn. Hương Quản lấy lời khai xong, xác định lỗi hoàn toàn là của cậu ba. Bà chủ Quý hiền hậu, cả một đời thay chồng cai quản gia sản, nuôi nấng con cái. Vậy mà Bạc Phước lại có thằng con ăn rồi quậy phá như quỷ. Bà cúi đầu nhận lỗi với ông Hương Cả, hứa sẽ đền bù thiệt hại tiền thuốc thang cho Nhu. Ông Hương Cả mặc dù tức giận, nhưng thay điệu bộ thành tâm nhận lỗi của bà chủ Quý thì cũng không nỡ bắt bớ thêm chi nữa. Lại nghĩ làm rùm beng lên thì cũng chỉ mang tiếng mang tâm cho con gái ông mà thôi. Ông rầy rà cô tình một trận, con gái con lứa mà không nên thân. Từ rầy về sau cấm tuyệt, không cho đi chơi nữa. Nhu ôm mặt bầm tím sưng húp về nhà, khiến bà Sâu Đen bị một phen hú hồn hú vía. Bà xót con, nhưng nghe anh bảo vệ cô hai thì cũng không rầy rà chi hết. Chỉ đi lượm mấy cái trứng gà về luộc rồi lăn máu bầm cho con. Cô tình tỉnh lại không bị gì, nhìn sang Du thấy thương tích đầy mình thì cô cảm thấy có lỗi với anh lắm. Mà nghĩ tới nghĩ lui á cũng tại anh hết. Thương người ta thì nói đại đi, cứ im ỉm hoài, bực bội muốn chết. Cứ canh đến giờ cơm là cô mang canh tẩm bổ đi men theo lối sau ra cái nhà lá của má con Du cho anh ăn. Chừng vài bữa, Nhu khỏe hẳn lại, anh cũng không chấp nhất gì cô hai. Chuyện giống dày từ nhỏ đến giờ như cơm bữa, anh cũng quen rồi. Chừng một tháng sau đó, bà chủ Quý không biết nghĩ sao đó mà cậy mai mối sang nhà hỏi cưới cô tình cho cậu Hải. Ông Hương Cả hiển nhiên là không đồng ý rồi, nhưng ông cũng cắt cớ muốn chơi Nhu một vố. Sau vụ đó, ông thấy đôi trẻ tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi. Ấy vậy không biết vì cớ chi mà Nhu vẫn dục dạc chưa chịu nói chuyện cưới xin. Ông Hương Cả cũng ứa ghen ứa mề với cái thằng khù khờ này lắm rồi. Ông không trả lời bà chủ Quý liền sau khi bà chủ Quý ra về. Buổi chiều ấy, ông mới thả bộ ra sau nhà, đối diện cái vách lá của má con Nhu mà nói với qua. Thím Sáu có ở bên đó không đa? Thưa có ạ. Mà ông Cả có chuyện gì mà tìm tôi vậy? Ông Hương Cả thong thả chống gậy đi vào. Chả lạ tôi tính nhờ thím một chuyện. Chuyện gì? Ông Cả cứ nói đi ạ. Giúp được tôi nhất định sẽ giúp hết lòng. Ông liếc liếc qua Nhu đang đứng sớ rớ ở đó, nói lớn. Tôi tính nhờ thím dăm bữa nữa dẫn con tình nhà tôi đi chợ. Lựa may cho nó mấy bộ áo dài với mấn cưới, sẵn tiện coi mua giùm mấy thứ trang trí lại nhà cửa. Mà nó mất sớm, tôi lại không rành mấy chuyện này. Ủa có việc chi á mà mua sắm vậy ông? Tôi tính gả con gái cho nhà bà Quý. Thiệt hả ông? Nhu hớt hải hỏi, anh lồng bồn lỗ tai không tin. Sau sự việc khốn nạn mà cậu Hải gây ra, mà ông Hương Cả vẫn ưng bụng mà gả cô hai cho hắn,
Hải là thể loại gì, người xứ này ai mà không biết. Cô hai gả cho hắn nhất định sẽ khổ cả một đời. Thiệt, bộ mày có ý kiến gì hả? Ông Hương Cả nhướng mày hỏi, khiến Du xanh mặt lắp bắp. Dạ không ạ. Vậy tôi nhờ thím nghen. Nói rồi, ông Hương Cả thủng thẳng đi về. Nhìn thấy gương mặt méo xẹo của Nhu, ông mắc cười gần chết. Cho dựa cái thằng lù khù, cứ vợ phải cưới liền tay, chứ ai mà lề mề như nó. Mất vợ cũng ráng mà chịu nghen con. Nhu buồn bã nhìn má mình, bà Sáu cũng thở dài nhìn con trai. Biết làm sao được, phận má con bà nghèo, không có cái mộng tơi mà rớt. Cục đất chậu chim cũng không có, làm sao dám mơ mộng con gái nhà người ta. Cũng vì lý do đó mà Nhu tự ti không dám ngỏ lời, mặc dù anh thương cô hai đến hết lòng hết dạ. Nhu ra vào buồn thối ruột, mà cha con cô tình bên này cứ thích chơi cắt cớ. Nhu ngồi ở đống rơm sau hè mà buồn dầu dầu. Đêm nay trăng sáng hơn gương, trời trong gió mát. Nhu ngồi ngẩn ngơ đợi. Cô tình nói muốn ra ruộng nướng khoai mì, vừa ăn vừa ngắm trăng. Nhu đào sẵn một góc mì, đủ để hai người để đó. Con chuột bò qua bò lại gặm hết một khúc mà anh cũng không hay biết. Anh cũng muốn gặp cô hai để hỏi một chút. Nghĩ tới nghĩ lui lại không biết hỏi cái gì. Đúng hơn là không biết lấy thân phận gì để hỏi người ta. Rồi lại thở dài, đành thôi. Cô tình tí ta tí tẩn ra sau. Con Lành với thằng Tẹo đòi đi theo chơi, nhưng cô đuổi tụi nó về hết. Chỗ người ta tâm sự mà đi theo kỳ đà cản mũi à. Anh Nhu, ra sớm vậy? Cô hớn hở gọi, rất nhanh đã chạy đến ngồi một bên của anh. Cô hai. Lại gọi tôi bằng cô hai à? Tôi quen rồi. Xin lỗi em. Chữ em Nhu phát ra nhỏ xíu. Vậy mới được chứ. Còn kêu tôi cô hai nữa là tôi đi vô bỏ anh ở đây một mình đó. Dạ. Nhu nhóm nhóm lửa nhỏ, nhét mấy củ khoai mì vào nướng cho tình ăn. Mặt mày anh có sắc buồn. Thấy vậy cô tình mới lờm lờm hỏi. Bộ ngồi đây ngắm trăng với tôi chán lắm sao mà nhìn anh không được vui vậy? Không phải. Vậy chứ sao? Tại tôi lo. Lo giống gì? Lo cho em. Mai mốt làm vợ của cậu. Thằng Hải, em sẽ khổ lắm. Cô tình chân hững. Ai nói cô sẽ lấy cái thằng khốn ấy? Cô còn tức vì chưa chặt gãy tay đã giăng cái hạ bộ của hắn nữa kìa. Nói gì đến làm vợ hắn. Nhưng cũng suy nghĩ một chút. Sao anh biết? Ông cả nhờ má tôi dẫn cô hai đi mua quần áo chuẩn bị cho đám cưới. Cô tình khẽ kêu lên một tiếng. Đúng là cha con liền tâm. Rất nhanh cô đã hiểu ý của ông Hương Cả. Cô ngồi thẳng lưng lên một chút, nghiêm túc nói. Hai, làm vợ hắn cũng tốt mà. Sao mà tốt được chứ? Thì ít nhất hắn còn thương tôi. Xứ này ai cũng đồn nói tôi hung dữ, đâu có ai dám thương tôi đâu. Nhu lập tức xua tay, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên. Có nhiều người thương em lắm. Mà tại em không biết thôi. Có ai đâu? Có tôi nè. Cô tình mỉm cười đầy gian tà. Tên ngốc này cuối cùng cũng chịu nhận rồi. Thương cô là điều kinh hãi thế tục gì lắm sao mà đến giờ mới dám thừa nhận. Nhìn Nhu đổ mồ hôi hột, sức mồ hôi trán, cô lấy tay áo khẽ lau cho anh, thở dài. Cô cũng không phải cọp beo gì ăn thịt anh đâu mà anh sợ dữ vậy. Thiệt là gian nan hết sức. Tôi thương em nhiều lắm. Mà xét phận tôi nghèo quá, không môn đăng hộ đối với em. Cô tình cô hơi tức mình, cô nhéo mũi của Nhu, nói. Đồ ngu, nếu tôi mà để ý mấy chuyện đó, thì tôi lại chịu chơi với anh từ nhỏ đến bây giờ ư? Là sao? Nhu vẫn chưa hiểu, hỏi lại.
Nói anh ngu quá không sai chút nào mà. Nói rồi, cô Tình chủ động rướn cổ áp đến hôn lấy môi của Nhu một cái. Nhu trợn trán mắt đứng hình hết mấy giây, cho đến khi cảm nhận được bờ môi mềm mại thơm tho ấy mới giật mình. Cô hai là đang hôn mình ư? Anh có nằm mơ hay không? Không được đâu cô hai. Cô Tình tức giận cắn lấy môi Nhu một cái trừng phạt. Tôi thương anh, cha tôi cũng ưng anh lắm mới tới tận nhà mở lời như vậy. Anh ngu thật hay là đang giả ngu mà vẫn còn chưa hiểu hả? Nhu trố mắt, tay vô thức gãi gãi đầu. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà tôi nghèo quá, chỉ sợ sau này không thể lo lắng cho em được. Cô Tình lại buộc miệng chửi. Đồ ngốc. Bạc anh kiếm được thì tôi cũng tự kiếm được. Cái tôi cần là đồng vợ đồng chồng, là một người tốt tính thương tôi mà thôi. Tôi... Nói tóm lại, tôi nhắm trúng anh rồi, nhất định phải lấy anh làm chồng. Anh có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Làm chồng em? Làm chồng tôi sướng lắm, khỏi phải làm gì hết. Tôi còn cưới cho thêm hai con vợ bé ngồi hai bên hầu hạ nữa. Cô Tình bá đạo nói mấy lời, rồi vòng tay qua cổ ôm lấy Nhu, kéo về phía mình mà hôn anh. Nhu cũng không đẩy cô ra nữa, chuyện gì đến cũng phải đến. Cô Tình trao trọn cái ngàn vàng của đời con gái cho người mà cô tin tưởng, người mà luôn âm thầm bảo vệ cô từ nhỏ cho đến lớn, không tiếc gì cô chịu đau đớn, làm việc gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên, có gì tốt đều dành hết cho cô. Ông Hương Cả bị một phen thất kinh khi nhận được món quà từ trên trời của con gái dành cho mình. Ông gả được Cô Tình đi thì mừng hú vía. Ơn trời, hũ mắm treo đầu giường cuối cùng cũng bán đi được rồi. Có điều, ông không biết là bạc ở đâu mà bà Sáu có để nạp tài rồi mua mấy đôi bông tai kiền vàng cho nhà gái. Nhu thì vui ra mặt, nhìn cha má rồi nhìn qua vợ. Anh không ngờ có ngày cô hai lại là vợ của mình. Nhu tự hứa với lòng sẽ hết mực yêu thương, làm cho cả đời sau của Tình được hạnh phúc. 2 năm sau, cô Tình sinh được một bé gái kháu khỉnh, đặt tên là Vân. Ông Hương Cả với bà Sáu mừng hết lớn, cưng cháu hơn cưng trứng. Đến năm bé Vân được 12 tuổi, thì cả hai người ông ngoại và bà nội đều đã khuất núi hết rồi. Trộm vía con gái xinh đẹp, lại giống y hệt tính của cô Tình. Ba gai, tánh nóng, võ công cao, y như má nó ngày xưa. Cô Tình thì đau đầu khỏi phải nói. Giờ cô mới hiểu được cái khổ của cha mình ngày xưa. Còn Nhu thương con gái thì có thương đó, nhưng không bằng cưng chiều vợ. Vợ anh là nhất. Vợ muốn cái gì anh cũng ủng hộ hết mình. Vợ có chửi cũng không dám cãi. Vợ có đánh cũng không được phản kháng. Bé Vân 18 tuổi, gả cho con trai của một hiệu buôn gỗ ở chợ lớn. Cô Tình thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng gả được con gái đi. Cô sợ Vân ế vì cái tính giống mình ngày xưa. Làm cha mẹ cũng không dễ dàng gì. Nhà rộng, mà giờ chỉ còn có hai vợ chồng ra vô hủ hỷ với nhau. Một buổi chiều 28 Tết, thấy vợ đang bắt ghế leo lên lạc lá mai, Nhu từ phía trong thấy đã cằn nhằn. Mình để đó anh làm cho, leo trèo lỡ té rồi sao? Bộ mình muốn tôi té lắm sao? Khéo trù ẻo người ta không à? Nhu cẩn thận đỡ vợ xuống, kéo cô ôm vào lòng. Tại anh xót mình thôi. Xí, xót gì mà xót? Lỡ mai mốt tôi già tôi xấu, mấy người cũng tìm con khác thôi. Không có con nào hết, chỉ có mình thôi. Mà tôi già thì mình có còn trẻ đâu. Vợ chồng mình cùng nhau già, em có chịu không? Nhu bây giờ miệng lưỡi ngọt xớt, biết cách lấy lòng vợ hơn xưa. Mai mốt già rồi á, hai đứa mình ngồi nhai trầu phun phẹt phẹt qua lại chơi. Nhu châu mày không tin nhìn vợ mình.
Sao mà em bày hay dữ vậy hả Tịnh? Ánh mắt anh nhìn cô cũng giống như tên của hai người ghép lại, vô cùng ấm áp, vô cùng nhu tình. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.